Sáng nay, đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tam Nông. Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại trường tiểu học Hương Nộn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Hoàng Hương đánh giá cao tinh thần chống dịch của nhà trường. Đồng chí yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, vệ sinh khử khuẩn toàn bộ trường lớp học trước khi học sinh bước vào năm học mới, hướng dẫn tuyên truyền và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với phụ huynh và học sinh, có phương án đảm bảo phòng dịch và triển khai kế hoạch giảng dạy phù hợp nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Duy trì tốt công tác thông tin, báo cáo tình hình phòng chống dịch đến ban chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo xử lý các trường hợp cấp bách, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Kiểm tra các gia đình đang có người cách ly y tế để phòng chống dịch tại thị trấn Hương Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng tiếp tục tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về cách ly y tế. Tiếp tục nắm bắt, quản lý, điều tra dịch tễ các trường hợp trở về từ vùng dịch để có biện pháp cách ly phù hợp. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đầu cầu Trung Hà, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Hoàng Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia chốt, đồng thời đề nghị chốt kiểm soát dịch bệnh thực hiện nghiêm việc chỉ cho phép người và phương tiện vào địa bàn khi có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Thông báo tuyên truyền cho các chủ phương tiện nắm được quy định để thực hiện, quyết tâm không để sót, lọt các trường hợp nhiễm dịch vào địa bàn. Các thành viên chốt kiểm soát tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chốt chặn từ xa, góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nơi cửa ngõ ra vào tỉnh.